Đây là chiếc máy đo độ ẩm của gỗ và các loại vật liệu xây dựng như thạch cao, gạch xi măng với độ chính xác vô cùng cao. Và chào mừng quay trở lại với Điện tử Ấy Thắng. Nếu bạn đang cần mua chiếc máy này thì hiện tại nó đang có sẵn tại Điện tử Ấy Thắng với mức giá tốt nhất trên thị trường. Link sản phẩm sẽ được ghi ở phần mô tả. Và sau đây là review chi tiết máy đo độ ẩm gỗ M02. Thì đây là chiếc hộp của máy M02. Nó khá đơn giản, nhỏ gọn, bên trên là logo, mặt dưới là xuất xứ cũng như tiêu chuẩn an toàn thiết bị điện tử ROHS. Đi vào bên trong hộp thì chúng ta sẽ có pin, một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Và chiếc M02 được đặt cẩn thận ở trong chiếc bao đựng này. M02 có thiết kế cực kỳ nhỏ gọn, dễ dàng cầm nắm và sử dụng. Phần trên là màn hình LCD hiển thị kết quả đo, phía dưới là các nút bấm tối giản cực kỳ dễ dùng. Đằng sau là danh sách các đồng cũ mà máy có thể đo được và có khay pin ở phía dưới. M02 sử dụng phương pháp đo thế hệ mới, dùng sóng để xác định độ ẩm. Máy có thể đo được 9 loại gỗ gồm: nhóm 1 gồm cây dương Hoa Kỳ, gỗ đỏ, cây ngô đồng. Nhóm 2 gồm cây thông linh sam, cây bạch dương, vân sam, anh đào. Nhóm 3 gồm cây bạch dương Nga, cây du thông Bắc Mỹ, cây phong. Nhóm 4 gồm sôi đỏ, rẻ gai châu Âu, cây cao su. Nhóm 5 gồm các loại gỗ cam xe. Nhóm 6 gồm gỗ lưu. Nhóm 7 gỗ cây ràng ràng. Nhóm 8 gỗ lim Nam Mỹ. Và nhóm 9 cây ipe. Ngoài ra còn các nhóm gỗ cứng gồm gỗ tách, cóc chó, cẩm vàng Afomosa, cao su, dương trắng, cây tô la, tần bì, hương đá, sồi và anh đào. Các loại vật liệu xây dựng gồm các tấm đo nền, tường vôi, tường đất, tường xi măng, mái nhà. Chế độ đo tường gồm tường gạch, tường đá, sàn nhà. Trong trường hợp vật liệu không nằm trong các dòng gỗ hoặc vật liệu xây dựng ở trên thì người dùng có thể điều chỉnh theo thông số có sẵn. Máy sẽ có giải đo của gỗ mềm từ 0-60%, gỗ cứng với giải đo từ 0-36%, thạch cao từ 0-96%, tường với giải đo từ 0-100%. Với các loại máy cũ thì sẽ sử dụng kim đo gây hỏng bởi bề tiếp xúc. Còn với M02 thì sẽ sử dụng phương pháp đo hoàn toàn mới. Người dùng chỉ cần áp máy vào bề mặt cần đo, sóng âm sẽ cho ra kết quả nhanh với độ chính xác cực cao. Kết quả đo được sẽ hiển thị trên màn hình LCD độ nét cao, dễ dàng quan sát trong điều kiện nắng gắt hoặc chiếu sáng. Chế độ cảnh báo bằng âm thanh hoặc thang đo trên màn hình khi độ ẩm vượt ngưỡng mà người dùng cài đặt trước đó. Pin của M02 sử dụng nguồn là 3 pin AAA, dễ thay thế khi hết và cho thời gian hoạt động lâu dài. Máy sẽ tự động tắt nếu 5 phút không hoạt động. Và bây giờ mình sẽ thử test qua một số chế độ đo của máy. Đầu tiên là chế độ đo của tường, thì chúng ta sẽ chuyển về đọc tín vuông và áp phần cảm biến lên bề mặt cần đo và màn hình sẽ hiển thị phần trăm độ ẩm. Máy sẽ đo tít tít nếu độ ẩm vượt ngưỡng cài đặt của người dùng. Còn đây là bề mặt gỗ với cảm biến hiện đại thì máy đo ra một cách cực kỳ dễ dàng và nhanh chóng. Kết quả sẽ được hiển thị ngay trên màn hình. Và ngoài ra thì máy còn đo được nhiều bề mặt khác như tường vôi, tường đất, tường xi măng, mái nhà, sàn nhà. Và đó là chiếc máy đo độ ẩm gỗ cầm tay M02 hiện tại sản phẩm đang có sẵn tại Điện tử Ấy Thắng. Ngoài ra, Điện tử Ấy Thắng còn phân phối các máy điện tử và ống nhòm chính hãng với giá và chất lượng tốt nhất tại Việt Nam. Nếu mọi người đang có nhu cầu mua thì liên hệ vào số điện thoại đang có trên màn hình hoặc bấm link dưới phần mô tả. Đừng quên đăng ký Điện tử Ấy Thắng để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.